với các bạn về Yama 82 các bạn ơi. Bên kia thì 2K70 nữa nha. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình đi nha các bạn. Viết cắt một miếng nha, quá chừng máy luôn rồi. Thừa gỏng nè các bạn ơi, chạy thủng đất nước không nè các bạn. Xem anh hứng lúa này có một anh một ha, hứng lúa con anh một mà còn dân giỏng nằm nữa nha các bạn. Chưa có anh nào hứng lúa mà như anh này chơi luôn à, hứng có một mình mà còn dân giỏng nằm luôn. Tiếp tục mình xem cái anh nằm dân võng này các bạn ơi. Rồi sang lúa qua cổ rồi đó nha. Ô mấy cổ này đi có mình luôn ha tơi. Rồi cái máy võng ra dân tiếp nè các bạn ơi. Bị máy này che lại rồi. Đấy, bên phe máy cắt này khỏe ghê luôn à. Đó, anh máy cậu kìa, coi anh máy cắt lúa hứng lúa kìa. Giọng rồi đó. Rồi, sắp thấy luôn. Còn bên đây dân ma cắt cái miếng đất bên đây nhỏ các bạn ơi, cũng đang lội nước đó nha. Bên đây hai anh hứng lúa. Thank you.
xem chiếc Yamaha ma bên đây nè các bạn ơi, đang thả giạc xuống tới rồi nè nha. Đây hơn nửa đất rồi, chiếc Yamaha ma bên đây thì đã cắt rất là xa luôn á. Bên đây 2K70 đang cắt nè, mỗi chiếc cắt mẫu. Dạc này dài cũng dài dữ lắm nha các bạn, muốn gần đụng cái đầu dưới luôn ha.